Good Morning America. Nè quý vị, ở Mỹ mà có cái cảnh giống như là ở Đà Lạt nè quý vị, thấy gì chưa? À, trời trong xanh gió mát, nắng vàng rực rỡ. À, quá đẹp đúng không quý vị? Một nơi đáng sống trên cái đất nước Mỹ này nè quý vị ơi. Đó. Trời trong xanh gió mát, trong lúc mấy chục tiểu bang khác thì nó lạnh lẽo, tuyết rơi băng giá. Ở đây thì quý vị thấy không? Cây thông nó vẫn còn lá, những tiểu bang khác thì bây giờ xè tay ra chả thấy cái lá nào nó rớt vào, mà chỉ có tuyết rớt vào thôi đó quý vị. Ở đây thì quý vị xè tay ra, đô la rớt vào, lá rớt vào. Vậy thôi, đòi hỏi gì nữa? Good Morning America. Quý vị đi những cái tiệm khác có bộ khó mà kiếm ra được những cái bộ như thế này đó. Nó khó lắm, đó, không kiếm không ra nổi thì đâu. Thì nó mất đứt cái 2 năm trời. Vậy hả? Dạ 2 năm trời để mà kiếm ra cho nó đủ cái hộp, cái số hộp này từ nhỏ cho đến lớn mà nó matching như vậy. Dạ. Rồi từ đó mình mới kết cấu, mình mới làm cái vỏ của nó rồi mình mới bỏ vô. Thì nó cái thời gian mà nó mất rất là nhiều để mình tìm kiếm để mà mình ráp nó vô thành một cái bộ nữ trang sân sức như vậy. Dạ. Around là khoảng chừng 2 năm anh. Cho nên cái bộ này thì Đức nghĩ là rằng ở ngoài kia thì sẽ khó mà kiếm được một cái bộ giống như vậy. Nhắc lại đó, đây là cái số điện thoại của tiệm vàng Đức Jewelry, đó là 281-495-4345 và 281-495-4345. Cho em xin cái thẻ được không? À, dạ vâng, được, để em lấy cho anh cái thẻ. Em có, em để ngoài xe. Đây là cái thẻ business card của em.